Nó đứng bên dưới lòng, ngồi chơi. Bên dưới gầm cây. Ừ. Con này chắc ngủ còn sẵn rồi. Mồi anh tự dưng ỉa ra bắt đầu cay lên đánh. Thằng nó này dưới. Anh Nam nó có đi bẫy lần với anh lần nào cho anh? Có, anh em đi mấy lần rồi, hai lần. Ô, tôi thấy nó nói chuyện ở trên coi xem video. Ừ. Bồi ngoài ỉa mẹo đầu anh thì bụng. Rất là dễ. Vỗ vào lòng gì? Vỗ mèo. Đấy. Cậu uống to về đất vào lòng bây giờ. Tí nữa thì nó ố mày dí với con chim mà thì đéo chơi đúng không được. Cái chim nó lên. Con này đá cũng đá được đây này. Thì nãy ra biển rồi. Ừ. Có đá kiểu gì nó cũng sẽ đá thôi. Chắc ghét thằng ở cái gió thì mày nghe không mày. Mà chuyển cầu, ít chuyển cầu đúng không? Ừ. Chỉ đứng. Trẻ nó cứ đứng như vậy là nó bỏ đi từ lâu. Và cái máy thì nãy là nó trên cầu nó đánh rồi. Cái dép, đường này nhìn chắc bỏ mẹ. Đang vào thì nó thứ ba rồi kìa. Đá thì... chết rồi thì phải. Chưa. Ơ, sao lòng anh không sập à? Đã đầu lên cầu tử đâu mà sập. Vậy thì con này chỉ bị chết rồi nè. Cái mùa anh không đá. Nó lại thêm con kia nhảy nữa. Nhìn đi. Đồ má dân chơi. Nhảy một lần sẽ nhảy tiếp cho mình xem. Nhảy có vấn đề đâu, mình trồng tiếp. Ừ. Như lòng của em mà nó có cái sắp vòng vòng ra bên ngoài là chết rồi anh ạ. Không, lòng không có sao? Ừ, không. Chết rồi đấy. Chết rồi. Con mẹ nó phim rồi. Sao con mẹ nó phim rồi? Ăn lâu rồi.